Tư Mã Bốn Mặt đang cầm một cái có 8 tay. Mỗi bên đều 4 tay và có 8 tay và 4 mặt. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Bùi Hồ đang có mặt tại ngã ba sông của ba quốc gia đó là Lào, Thái Lan và Myanmar. Nơi đây được mệnh danh là một nơi sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, đầy rẫy những tội phạm và đặc biệt là cực kỳ nguy hiểm, và chúng ta bắt đầu hành trình. Thi công là dòng chảy của ba nước Myanmar, Lào và nơi Bùi Hồ đang đứng đó chính là đất nước Thái Lan. Nơi đây đã từng là nơi sầm khuất nhất, nguy hiểm nhất và đặc biệt là rất nhiều tội phạm cực kỳ nguy hiểm, là nơi phân phối cái nguồn sản xuất ma túy trên thế giới. Hôm nay về đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem về những điều thú vị ngay tại ngã ba giữa ba nước được mệnh danh là Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng ở đây không phải là một nơi này rất là nhiều vàng như mà cô bác như cô bác quý anh chị nghĩ, mà vàng ở đây đó chính là nơi đây đã từng sản xuất rất là nhiều cần sa, ốc phiện. Vì cái địa hình ở đây khá là hiểm trở nên thành thử là việc mà quản lý ở đây rất là khó, cô bác quý anh chị giao nhau giữa ba nước nữa, nên thành thử việc buôn bán ma túy ốc phiện rất diễn ra rất là nhiều ở tại nơi này. Lãnh thổ của đất nước Thái Lan đó cô bác quý anh chị, có bán tờ những cái tờ vé số của Thái Lan. Nơi đây thì ngay chỗ ngã ba của Lào, Thái Lan, Myanmar, rồi ở địa phận Thái Lan thì mình thấy thờ mấy cái chú voi nè. Chú voi là một cái con vật biểu trưng của đất nước Thái Lan. Ở đây có một con cá luôn, khá là hay. Trên đó cũng khá là sầm uất. Hello, ở đây là bán đồ ăn vặt á. Dạ, ở đây hình ảnh một cái chú voi nè, hình như là vô, không biết có bán vé hay không. Một cái tượng Phật rất là lớn luôn nè. Dạ, mình thì không muốn lên đó để tốn thời gian. Đây có một cái chuông, một cái chuông đồng. Dạ, một cái chú voi đi qua ngang qua đây. Ôi trời ơi, ở đây hình như con sư tử hay sao ạ. Góc này thì nhìn về ngã ba sông Mekong á của ba nước thì rất là đẹp luôn. Mình nhìn từ hướng Thái Lan qua cô bác quý anh chị, nước chảy thì rất là xiết luôn ha. Dạ, thôi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Và bây giờ thì Bùi Hồ cùng các anh em sẽ đi dọc theo cái tuyến sông Mekong này, là nơi giao nhau của ba nước Thái Lan, Lào, Myanmar, để xem cái khu vực Tam Giác Vàng này hiện nay như thế nào nha. Và đây là một cái nơi khá là nguy hiểm và đặc biệt là nguy hiểm nhất thế giới, cô bác quý anh chị. Đã từng có những cái vụ mà buôn bán ma túy với số lượng lớn, và những cái tên trùm ma túy, những cái tên trùm ma túy khét tiếng ở tại nơi này cũng đã bị bắt. Và hiện nay việc buôn bán ma túy thì cũng đã giảm xuống sâu rồi, nhưng mà hiện nay vẫn còn nha cô bác quý anh chị. Và hiện tại thì Bùi Hồ cùng với các anh em vừa làm thủ tục xong xuất cảnh sang từ đất nước Thái Lan sang đất nước Lào. Và sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái ngã ba sông Mekong giao nhau giữa ba nước Thái Lan, Lào và Myanmar. Nơi đây được gọi mệnh danh như Bùi Hồ đã nói, đó là khu vực Tam Giác Vàng. Nơi đây nổi tiếng về việc các việc về cái vụ án các tiếng nhất thế giới về buôn bán ma túy, cô bác quý anh chị, cũng như là chất phiện và cần sa đó. Thì hôm nay mấy anh em cũng quyết định táo bạo khi đã về đây rồi, thì hôm nay sẽ anh em sẽ đi xuống cái dòng sông này và cặp theo cái con dòng sông Mekong này để coi cái khu vực Tam Giác Vàng này có gì thú vị nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Và đây là từ Thái Lan, Bùi Hồ sẽ đi một cái chiếc vỏ lãi như thế này nè, sang đất nước sang Lào. Không biết là bên đó thì họ có cho mình ghi hình hay không, thì bây giờ Bùi Hồ sẽ cố gắng. Ở phía sau lưng Bùi Hồ ở đây đó chính là Thái Lan, và ở đây đó chính là đất nước Lào, và bên đây là đất nước Myanmar. Dòng sông này nước đang chảy rất là xiết, và ba anh em phải
theo cái con chiếc vỏ lãi mỏng manh như thế này nè, để mà qua bên kia nước Lào. Đây là một cái lần trải nghiệm mà đáng nhớ nhất khi mà đặt chân đến đất nước Thái Lan. Ở đây ngày trước đây thì đây là một cái nơi rất là sầm uất và nổi tiếng nhất về các tội phạm buôn bán ấp phiện. Ở một cái chiếc vỏ lãi đó cô bác quý anh chị, chở các người dân từ Thái Lan sang đất nước Lào. Vì cái địa hình nó khá rất là phức tạp là cái thứ nhất, là cái thứ hai là sự giao thoa của ba nước á, nên là nữ là việc quản lý an ninh cực kỳ khó khăn. Đó là một trong những cái điều kiện thuận lợi để mua bán những cái hàng cấm, hàng trái phép. Dạ đi chiếc ngõ này đây. Ôi trời ơi, đối với 11 nước Đông Nam Á thì mình sẽ di chuyển cách rất là dễ dàng, miễn xin thị thực. Cái chiếc thì một bộ dưới không. Ôi trời ơi. Dạ. Ok. Đây kịp tăng rồi, tôi kịp tăng rồi. Ôi trời ơi. Alo, you pay money here. Pay money. Không này, em nhắm em bơi nổi. Thôi bây giờ mình đừng có nói mấy chuyện xui anh ơi. Bây giờ hy vọng là sẽ qua được bên kia. Ba anh em mình sẽ đi một cái chiếc xuồng rất là bé như thế này nè cô bác. Và đặc biệt là mình hỏi anh là có áo phao hay không? Thì anh nói là không bao giờ có áo phao. Ôi trời ơi trời. Chắc có lẽ đây là gì đây, chỉ đây vậy này. Việt Nam. Bye bye. Yeah, see you again, yeah. Vietnam. See you next time. Yeah. Một cái cảm giác thật là đáng sợ. Tính ra anh em mình á, cái hạt lào là một cái sự cái hạt mà suy nghĩ trong vòng 2 phút thôi. Di chuyển giữa nước này nước kia có 2 phút à? Và sau lưng của Bùi Hồ đây là chính là đất nước Lào. Và bây giờ thì Bùi Hồ cùng các anh em sẽ vô đây để làm thủ tục nhập cảnh sang đất nước Lào nha cô bác quý anh chị. Chị quyết định đi qua Lào chỉ trong vòng 2 phút thôi. Một hành trình khá là gian nan ngay tại nơi nguy hiểm nhất thế giới Tam Giác Vàng. Lào, cô bác quý anh chị, nước Lào là một đất nước khá là hiền hòa và đặc biệt là người dân Lào họ rất là hiếu khách, rất là thân thiện. Ở đất nước Lào thì cũng giống như là ở nước Thái Lan hay là Campuchia thì phần lớn tín ngưỡng của người dân Lào đó là họ theo 90% là họ theo Phật giáo, và các đứa bé phải lớn khi mà lớn lên đó thì phải đi tu báo hiếu nè. Ở Lào thì không có gì nổi tiếng ngoài những cái cánh đồng chum và cái con người hiền hòa của người Lào. Thì đây là sau lưng là của Bùi Hồ, đó chính là đất nước Lào. Và Bùi Hồ đã đặt chân từ Thái Lan sang Lào với cách một con sông Mekong, một con sông chảy rất là xiết, một con sông hiền hòa mà nó chảy từ
Trung Quốc sang Thái Lan, Lào về Việt Nam. Bây giờ mình sẽ lên đó ha. Không biết chia sẻ đi. Đất nước Lào thì nó khoảng chừng khoảng 17 triệu dân, khoảng 17 triệu dân có nghĩa là bằng khoảng dân số của Lào thì nó khoảng bằng dân số của Sài Gòn với lại Bình Dương đổ lại thôi. Có nghĩa là rất là ít dân số, rất là ít chủ và người dân chủ yếu sống ở ngay tại những cái thành phố đó. Nông dân thì đồi núi và thưa thớt. Và bây giờ mình sẽ lên đây ha. Làm thủ tục xong á thì các anh em sẽ đi với cái anh này nè, sẽ đi đến cái khu vực casino hay sao. Nói chung là tâm trạng này cũng khá là hồi hộp. Ở phương tiện giao thông di chuyển ở Lào thì cũng đa số là phương tiện là công cộng là xe túc túc. Xe túc túc là một chiếc xe loại hình khá là phổ biến ở đất nước Lào và Campuchia. Sau một chuyến xe đi vào sâu vào trong nước Lào á, thì phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái casino được người Trung Quốc mở. Hiện nay thì có rất là nhiều cái con bạc ngồi giặt giờ trong cái casino cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ ở đây là một cái khu gọi là người ta gọi là khu nguy hiểm nhất thế giới. Thì nó bao gồm cờ bạc, ma túy, hút chích, tất cả đầy đủ. Nó là một cái vùng biên giới giữa ba quốc gia, Bùi Hồ nói lại là Thái Lan, Lào và Myanmar. Thì nó đầy rẫy một sự cái cạm bẫy, kể cả nguy hiểm, họ được trang bị súng đồ đầy đủ hết à. Và khi mà đi vô đó thì Bùi Hồ gặp các con nghiện ngồi phò phạt trong đó. Thì qua video clip này Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị về một cái đất nước hiền hòa, đó là đất nước Lào. Nhập cảnh đất nước Lào đó thì mình sẽ rất là dễ dàng luôn. Có nghĩa là mình chỉ cần passport, không cần xin visa. Tại vì các visa ở đây đều miễn thị thực. Nếu như mà 11 nước đất nước Đông Nam Á, nói tóm gọn là những nước mà tham dự SEA Games á, thì họ không cần xin visa. Thì đất nước Lào là một đất nước khá là hiền hòa luôn. Và nơi đây thì muốn chia sẻ là cuộc sống ở khu vực biên giới này cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí là ba anh em đi thì các anh em đi thì cũng cái tâm trạng khá là hồi hộp, lo âu khi mà đặt lần đầu tiên bỡ ngỡ đặt chân đến một cái đất nước xa lạ như thế này mà ranh giới của ba nước nữa. Cô bác quý anh chị có xem thì thông tin của Bùi Hồ là gửi về một đất nước Lào nè, và thậm chí là đừng nên dướng nhấp vào những cái như là cờ bạc hay là hút chích á, nó làm suy thoái cái con người đi. Cũng mong video clip này sẽ được tất cả các bạn ủng hộ về một cái vùng đất xa lạ mà trong chuỗi video clip gần Bùi Hồ, chứ có lẽ là vài năm tới thì chắc có lẽ là khó đặt chân lên đất nước này. Có nghĩa là lâu lắm thì mới có quay dịp trở về một cái vùng đặc biệt nguy hiểm như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên kia cho cô bác quý anh chị xem nha. Ở đây thì gần khu vực casino quá nên thành nữ là rất là nhiều thiết bị giám sát như là camera nè, thì mình sẽ cũng hạn chế. Còn ở bên đây mình thấy có một điều khá là đẹp như tại đất nước Lào, cô bác quý anh chị ha. Phía trước mặt của cô bác quý anh chị đây là một tượng Phật bốn mặt mà ở đất nước Thái Lan thì mình đã thấy rất là nhiều luôn. Và trong cái tượng Phật bốn mặt này thì mình thấy những cái dây được kết nối màu vàng, màu hồng, màu đỏ, rất là đẹp. Phật bốn mặt là tượng Phật mang lại một cái sự may mắn. Thường thì ở những cái công trình lớn thì người ta sẽ xây một cái tượng Phật bốn mặt như thế này để thờ. Và cô bác quý anh chị thấy xung quanh hàng rào đó thì mình thấy có rất là nhiều những cái sợi dây màu vàng, hình như đây là bông giả hay sao á. Bông giả màu sắc rất là sặc sỡ. Lào thì văn hóa Lào nó cũng giống như với lại văn hóa của đất nước Thái Lan á, cũng thờ những cái tượng Phật bốn mặt ở những cái công trình lớn và đồ sộ, như là nhà hàng đều có những cái tượng Phật như thế này. Ở đây người ta cũng có ở đây rất là nhiều những cái dây màu vàng màu xanh như thế này, đa số là các cái giả hết ạ. Ở đây là một cái công viên như cô bác quý anh chị. Ở đây người ta có thể cho mình vào đây nữa. Đây. Yeah.
hình ảnh từ phần bốn mặt đang cầm một cái có 8 tay, mỗi bên đều 4 tay và có 8 tay và 4 mặt. Ở đây có nước, có dân hoa cúng nè, cũng khá là lạ ha. Ờ, chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình thôi. Quay cho cô bác quý vị nhiêu đó để cô bác quý vị có thể biết được về một đất nước hiền hòa, đất nước Lào, một trong ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia. Lào ở Lào thì đơn vị tiền tệ đó là kit hình như là kit vương hồ nhớ không nhầm là kit. Ở Thái Lan thì đơn vị tiền tệ là bạc, Campuchia thì đơn vị tiền tệ đó là ghia. Cái khu ở ngoài trước này là cái khu cập bờ sông Mekong. Sông Mekong thì khi đến Việt Nam thì chảy ra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì chảy ra chín nhánh sông, và ở đó thì người ta sẽ gọi là chín nhánh sông đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm thì lượng nước đổ về sông Mekong rất là nhiều và mang một cái lượng phù sa lớn cho đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài mang lượng phù sa thì mang thủy sản như là cá tôm này rất là nhiều luôn. Vào khoảng độ tháng 9 tháng 10 thì sông Mekong đó chính là làm cho cái cuộc sống của người dân đồng bằng cũng như ở Bùi Hồ, ở quê hương của Bùi Hồ thì dân đồng bằng này mỗi khi mà nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về khoảng từ tháng 6 cho đến tháng 9 thì cá tôm rất là nhiều, đồng thời mang phù sa cho đục ruộng đất thì rất là thích luôn. Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của người dân ở đồng bằng. Đây là một cái quyết định khá táo bạo và bất ngờ của ba anh em, khi mà chỉ trong vòng 2 phút thôi, từ đất nước Thái Lan mình sẽ đi một cái chiếc xuồng rất là nhỏ chạy qua bên cái đất nước Lào như thế này. Ở đây thì người Trung Quốc mở casino ở sau lưng này nè cô bác quý vị, rất là hoành tráng luôn. Và ở đây thì khi mà có casino thì sẽ có những cái dịch vụ khác như là ăn uống vân vân, phức tạp lắm. Nói chung là ghi hình thì cũng hạn chế. Cái này giống như cái trứng Big English. Big English con gà. Chít canh. Thank you. Không hiểu lắm. Ở đây thì cô bác quý anh chị thấy là họ để cái tiếng Trung Quốc nè và tiếng Lào, tại vì người Trung Quốc họ mở những cái casino rất là nhiều. Hình ở cái khu vực đất nước Lào thì cũng còn khá là nghèo nàn và lạc hậu, nhưng mà cái khu vực này nó đông đúc như thế này á là lý do là Trung Quốc họ đầu tư vào những cái sòng bạc đó. Thành thử là cái mặt bằng đô thị ở đây nó rất là phát triển, mặc dù là một cái vùng biên giới. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ha. Đây, chữ Trung Quốc và chữ Lào ở trên. Bùi Hồ cùng với các anh em vừa mới làm thủ tục mà để xuất cảnh Lào để về lại Thái Lan. Cũng có một điều khá là trục trặc, khi mà một tí xíu nữa thì thôi mấy anh em có thể là ở lại đây luôn, tại rất là khó luôn cô bác quý anh chị. Nói chung là đây là một hành trình ngoài dự kiến của các anh em, nhưng mà cuối cùng thì vào giờ làm việc á thì họ cũng cố gắng. Có một cái chú người Lào nhưng mà hiểu được cái tiếng Việt Nam và đã làm thủ tục cho mấy anh em xuất cảnh về lại Thái Lan. Và chuỗi hành trình ở Thái Lan còn rất là dài. Cô bác anh chị nhớ yêu thích Bùi Hồ thì hãy cho một like và đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ để cho Bùi Hồ có thêm một cái động lực mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.
Cảm thấy nó không an toàn em ơi. Hồi hộp nhiều hơn là hứng thú. Không, nhưng mà đây là cái cảm giác mà mình sẽ nhớ mãi luôn á. Đúng không? Làm gì có cái cảm giác mà lần thứ hai ở một cái quốc gia mà nó khá là nguy hiểm như thế này. Hồi nãy tính ra mình bị Trung Quốc lừa không? Mình chia sẻ với mọi người á là ba anh em mình đi qua Lào, nhưng mà thôi thì không đi, sợ chết. Ừ. Thì thử ai ngờ đâu quyết định 2 phút đi luôn. Ai nói? Hồi nãy là chết không có đi. Đó là Phong ngụy biện mọi người. Thật ra là xong rồi, chuẩn bị nè. Tới rồi. Cái cảm giác vô mốt bắt đầu ha. Bây giờ nếu mà nó đi xuôi dòng thì nó đỡ hơn chứ ha. Hồi nãy mình đi ngược dòng. Bây giờ mình đi xuôi nè. Và bây giờ mình sẽ về lại cái Thái Lan. Và đây là cái con sông Mekong á. Tạm biệt Lào. Mà không có kinh nghiệm nhiều cũng không nên đi. Mình nhờ có Phong. Không nên đi. Rồi. Đi xíu nữa có một cái trưởng đoàn rất là trẻ tuổi. Vậy là mình còn sống à? Mình còn sống không ơi? Phong ơi. Bây giờ anh cảm thấy bước vào đây anh cảm thấy yên tâm tí xíu nè. Ok sống rồi. Thôi. Thank you. Rồi cho anh biết cái cảm giác là sao rồi? Nó hơi lắc lư cái đầu luôn thôi. Rồi, bây giờ lên làm thủ tục nhập cảnh sang Thái Lan nha mọi người. Tạm rời xa con sông xa đất nước Lào thân yêu. Và bây giờ Bùi Hồ sẽ làm thủ tục nhập cảnh sang Thái Lan. Đây là một trải nghiệm khá là tuyệt vời, hứng thú, hồi hộp và lo sợ. Nếu mọi người có thích thì hãy đăng ký kênh, like, share, chia sẻ cho Bùi Hồ có thêm động lực tiếp theo để tìm khám phá về những vùng đất mới, những nét văn hóa mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bác quý anh chị.